Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị cái lô Linh Sam siêu bông. Lô này là cây thành phẩm hết trơn nha cô chú anh chị. Đã uống dầu dày hết rồi. Đó, cây hoa là rất là nhiều ha. Loại này là ra hoa quanh năm, do đó cô chú anh chị yên tâm ha, hết được hoa này tới được hoa khác ha. Cây khá là đẹp. Rồi, em quay đi. Cô chú anh chị nào có đang xem thì nhớ bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới nhất nha cô chú anh chị. Em sẽ quay cái cốt cho cô chú anh chị xem. Cốt co quái lắm nha chị. Tàn rất là đều. Cây đầu tiên là mã số D1. Hoành 11. Hoành là 11. Chiều cao 41. Chiều cao 41. Tàn đó là 57. Tàn 57. Quay sơ sơ nha. Tàn rất là đều đẹp nha cô chú anh chị. Mã số D1 900.000 em bao ship. Mã số D1 cây này 900.000 ha, em bao ship. Rồi tiếp theo mã số D2 cũng là Linh Sam siêu bông nha cô chú anh chị. Đó, tàn là tròn ủm hết nha anh chị. Đây em quay cái cốt cây cho chị xem. Cây này cốt cực kỳ quái luôn ha. Đó, cái cốt nó co. Nó co quái luôn nha anh chị, nó co nè. Co rất là co quái luôn. Không biết đường đo như thế nào luôn. Đế khá là đẹp nha. Nè anh chị xem nè. Đế đều gan hết. Hoành đây là 13. Hoành em to tuốt trên là 13 đó. Chiều cao 32. Chiều cao 32. Tàn nó là 50. Tàn 50. D2 900.000. D2 900.000. Cái này em không xếp chậu nha cô chú anh chị. Em tháo chậu ra ha. Rồi tiếp theo là D3. Cây đang có trái hoa luôn nha anh chị. Đó, rồi em quay gần cái củ đế cho chị xem ha. Đó, cây nào cái nấy là đế là cây rất là quái. Khiêu nhiều lúc nhét được cái điện thoại vô nhét không được. Tại nó bích tàn hết trơn anh chị. Đó. Đó, cho anh chị xem nè ha. Co rất là co quái luôn nha anh chị. Đó, kính tàn hết rồi. Khi đút điện thoại vô quay cái thằng không thấy cái thằng cho anh chị xem. Quỳnh đây là 13. Tàn rất là đều luôn nè. Cao 27. Hoa rất là thơm luôn. Tàn nó là 53. Tàn 53. Mã số D3. D3 900.000. Rồi D3 900.000 em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo D4. Cây này thì cái tàn khỏi chê anh chị ơi. Đó, rồi em quay gần lại cái thăng vô chú anh chị xem ha. Linh Sam siêu bông ha. Quá trời đế luôn nè anh chị. Thăng thì nó lắc. Co lắc ha. Cò lắc rất là quái luôn. Tàn đều gan. Hoành đây là 15. Hoành 15. Chiều cao 43. Chiều cao 43. Tàn nó là 62. Tàn 62. D4 1 triệu em bao ship. D4 1 triệu ha. Em bao ship toàn quắc. Rồi tiếp theo D5. D5. Rồi đầu tiên em quay lại cái cây nào cũng quái cho nghe anh chị. Linh Sam siêu bông. Đó. Có quái từ dưới lên trên luôn anh chị ơi. Trên đây là tàn rất là đều. Ra bông rồi tàn ở đâm bông mới nè. Quá nhiều luôn anh chị ơi. Hoành dưới là 14. Hoành 14. Chiều cao 35. Chiều cao 35. Tàn đó là 52. Tàn 52. D5 D5 cây này 900.000 em bao ship ha. Rồi tiếp theo D6. Rồi tiếp tục quay đế cho chị xem. Quá cây này quá to anh chị ơi. Củ đế một cục luôn nè. Đó, thằng gót lên trên ha anh chị. Củ đế rất là to. Tàn đều ha. Quanh đây là 18. Quanh 18. Chiều cao 46. Tàn nó là 45. Tàn 45. D6 1 triệu em bao ship. Rồi D6 1 triệu em chị bao ship. Rồi tiếp theo D7. Hoa rất là nhiều ha. Đây. Quay lại cái cốt cành cho chị xem ha.
tại khi nó bít tàn lại mình không có thấy được cái cốt ở trong á, cốt rất là quái nha anh chị, cốt rất là quái. Rồi vành là 13, vành 13, chiều cao 34, chiều cao 34, tàn nó là 50, tàn 50, V7 850, V7 850. Rồi V8, cái này là lô Linh Sam Song Hinh nha anh chị, cái này Linh Sam Song Hinh. Linh này Linh Sam Long Hinh lá chung. Còn đây là Linh Sam Song Hinh lá gí. Này là Linh Sam Song Hinh lá chung. Cây này thì vô dây lâu rồi. Bộ đàn, bộ đế là đều gan luôn nè chị. Đó. Đều gan luôn. Giống như đế sắp luôn. Rồi, nó hoành luôn em ơi. Hoành đây là 15. Hoành 15. Chiều cao 29. Chiều cao 29. Tàn 53. V8 800.000. V8 cái này 800.000, Linh Sam Song Hinh lá chung. V9 đây là Linh Sam Song Hinh lá gí. Chị nhìn xem cái lá này thì cắt liền ha, nó dài nhỏ xíu luôn. Đó này Linh Sam Song Hinh lá gí nha anh chị. Bông màu tím nè. Đó bông chùm chùm luôn đó. Chỗ này bông cũng dữ dằn lắm anh chị ơi. Rất là đẹp ha. Rồi hoành luôn em ơi. Hoành đây là 19. Hoành 19. Chiều cao 32. Chiều cao 32. Tàn nó là 43. Tàn 43. Quay đều đều tàn lại. V9 1 triệu em bao ship. V9 1 triệu ha. Em bao ship luôn chị. Rồi tiếp theo. V10 là Linh Sam siêu bông nha cô chú anh chị. Quay kỹ lại cái đế cho anh chị xem nè. Quá trời cụ đế anh chị ơi. Dưới cò hả trên lắc. Lắc bà bụng đê luôn. Khi nó tàn nó dày quá em quay không nhìn anh chị nhìn thấy không rõ ha. Chứ cây là co quái là em bao co quái luôn ha. Đó. Co quái lắc rất là đẹp luôn. Đế đẹp luôn vậy. Cây này đế đẹp lắm ha. Hoành đây là 13. Hoành 13. Chiều cao 39. Chiều cao 39. Cái tàn nó là 57. Tàn 57. V10 1 triệu em bao ship. Cái này V10 1 triệu nha anh chị. Em bao ship. Rồi tiếp theo V11. Cây này tàn rất là mượt luôn anh chị ơi. Đó, khoan để em quay lại cái đế. Cây này tàn mượt lắm ha. Cây này dáng bay nè. Đó, đế anh chị xem một cục luôn ha. Cây này đế rất là đẹp. Mấy cây này toàn đế đẹp không nghe anh chị. Án lắc lượng. Tàn trên thì đều gan luôn. Như cái mâm luôn. Hoành là 13. Hoành 13. Chiều cao 32. Chiều cao 32. Tàn nó là 62. Tàn 62. V11 1 triệu em bao ship. V11 1 triệu ha. Em bao ship. Rồi tiếp theo. V12. V12. Cây này tàn cũng khá đẹp nha anh chị. Đó. Đế lắc từ dưới lên trên luôn. Lắc 3D hết trơn nha anh chị. Tàn rất là mịn ha. Quanh 14. Chiều cao 47. Chiều cao 47. Tàn 57. V12 1 triệu em bao ship. V12 cái này 1 triệu ha, em bao ship. Lỗ kích rễ Trung Quốc này nói chung là anh em đã xài rồi thì đã biết ha, cực kỳ im nha anh chị. Nó rất là im ha. Kích rễ cực mạnh ha. Một gói này là nửa ký, 500g. Đó, em xin giao lưu với anh chị là 200.000 em bao ship tặng nhà cho mình. Rồi về liều lượng thì là một muỗng cà phê đầy á mình pha với 5 lít nước, hoặc một gói này nè mình pha với 300 lít nước ha, sau đó mình sử dụng được rất là nhiều nha chị. Còn sử dụng các loại cây á, này là loại kích rễ này sử dụng được tất cả các loại cây trồng nha chị, như là mai vàng, nguyệt quế, linh sam hay tất cả các loại cây trồng đó, cây phôi á
thì mình liều lượng mình tưới đó là một tuần mình tưới 2 lần. Những cây nào mà sống khỏe thì anh chị muốn cho nó cây nó phát triển mạnh và đều á thì từng mình tưới 1 lần, mà những cây phôi mới bứng á đó, hoặc là những cây di dời á, anh chị tưới 1 tuần 2 lần ha, một muỗng cà phê đầy với 5 lít nước nha anh chị. Đó, lâu lắm mới được về với hàng nha anh chị, được về có mấy chục gói thôi, anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. Đó là 200.000 một gói 500g này ha. Anh chị mua cây thì nhớ sử dụng kích rễ anh chị ơi. Nói chung là mình mua cây khi tiền chịu, mà có gói kích rễ này mình xài cả năm trời mới hết nha anh chị. Rồi tiếp theo là em giới thiệu anh chị cái loại kéo cắt. Đó, hai cái loại kéo cắt ha. Hàng này hàng công nghệ của Nhật Bản. Hàng là em bán là 120.000 một cây, em bao ship tận nhà cho mình. Đó, hàng thì em bao bán, anh chị cứ mở ra. Nếu mà không bán thì cứ trả lại cho em ha. Bao bán luôn, em cắt thử cho anh chị coi nè ha. Nó rất là ngọt luôn anh chị ơi. Nè, cái cây bành kia vẫn gần bằng tay cái em nè. Đó. Nè. Mứt gượt luôn. Giá chỉ có 120.000 mà bao ship. Nó thật sự là hàng này rất là rẻ. Em đã xài mấy cây rồi, xài cả mấy năm trời luôn mà không có lục. Ít rất là lục ha. Nè, chị coi mặt cắt nè, rất là ngọt luôn á. Đó. Nè, đó. Đó. Chị xem ha, ngọt ngơi nó nhẹ nhàng luôn. Đó. Là có hai màu, một màu đỏ, màu trắng với một màu đen. Đó, anh chị thích chọn cây nào thì em gửi cây đó, chỉ 120.000 em bao ship luôn. Đó, em bao bán cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là cái kéo tỉa nha anh chị. Kéo tỉa này hàng kéo Nhật nha. Bao sắc bén cho anh chị luôn ha. Đó. Này là loại kéo tỉa suông. Đó, này kéo tỉa vàng, kéo tỉa bầu. Thì đồng giá là 150.000, 180.000 một cây em bao ship ha. Em bao sắc bén cho anh chị luôn. Đó, lấy cái thử cho anh chị xem hàng mới ha. Đây. Bao sắc bén anh chị. Osaka ha. Được nha anh chị. Đó, bao sắc bén ha, 180.000 một cây thôi anh chị ơi. Rất là mướt nè. Này có loại hai loại kéo tỉa nha anh chị. Đó. Cây rất là đẹp. Rồi tiếp theo là hàng mới về, hàng cạp nha anh chị. Có hai loại cặp, cặp tròn và cặp xéo. Đó, anh chị muốn chọn cái nào chọn ha. Cặp thì một cây là 350.000. Đó, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Cũng có hàng của Nhật nha anh chị. Đó, mới nhập về được mớ cây thôi chị ơi, bao sắc bén luôn. Nè. Anh chị xem nè ha. Lưỡi nè. Bao sắc bén luôn nha anh chị. Đó, anh chị về cảm ha. Rất ok luôn anh chị ơi. Nè, nó có chữ in chìm dưới này luôn cho mình luôn ha. 350.000 một cây kiềm cạp nha anh chị. Anh chị muốn lấy cạp tròn hoặc cạp xéo đều được ha. Rất là đẹp anh chị ơi. Rồi anh chị nào cần thì cứ liên hệ với em anh chị. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với anh chị là cái loại cưa này, gọi là cưa lách cán gỗ. Đó. Hàng cũng công nghệ của Nhật Bản. Bao bén, anh chị về mở ra được thử cưa, không bén trả lời em ha. Đó. Cây cưa như thế này. Đó, em giao lưu với anh chị là chỉ có 70.000. Đó, 70.000 nha. Mà loại cưa này thì em bán hai cái trở lên em mới ship, hoặc là anh chị mua cùng một cây kéo hay là một gói kích rễ hoặc là một cái cây nào đó thì em sẽ ship cùng với anh chị. Chứ một cây thì em ship không được nha chị. Nói chung là một cây là ship là lỗ tiền ship luôn nha chị. Có nghĩa là chị mua hai cây trở lên thì em bao ship. Một cây là 70.000. Đó, em bao ship cho mình. Nè, em cưa thử cây mai cho anh chị xem ha. Rất là em bao bán luôn ha. Nè đây. Anh chị không biết anh chị có nhìn thấy rõ không ha. Đó, nè. Bao bán luôn. Đó, cưa lách nha anh chị. Đó là những cái lách nhỏ, anh chị coi nè, cái mặt cắt nè. Đó, mướt gượt luôn. Mặt cắt rất là mướt nè. Rất là phẳng luôn á anh chị. Đây cây mai nè. Đó, mặt cắt rất là phẳng luôn. Ha. Đây. Cưa lách rất là bén nha anh chị. Chiều dài của cái lưỡi cưa ha, tầm khoảng 23 cm anh chị ơi.
nè, em 23 xanh em ha, mà tới cái cán luôn chắc cỡ 30 cm, tính cái cán luôn là cỡ 30 cm, còn cái lưỡi không là khoảng 25 cm nha anh chị, đó, 23 cm đó nè anh chị, nhìn cái lưỡi cưa nhìn gần lại cực kỳ bén luôn ha, nhỏ bén dữ dằn ha, em bao hàng với chị luôn ha. Đó, cưa lách là những cái đầu nhọn nè, những cái chỗ mà anh chị mà cưa lớn đó, mình bỏ vô mình cưa không được á, mình sử dụng cưa này đó, mà cưa cành bự được bình thường thôi nha anh chị, rất là bén ha, chỉ có 70.000 ha, bao ship luôn nha anh chị, 70.000 mà anh mua chị hai cây em mới bao ship ha, một cây em không bao ship nha anh chị, hoặc là mua cùng với một cây cưa cây kéo nào đó hoặc một gói kích rễ ha. Rồi hôm nay em về đúng số hàng vậy, cũng cảm ơn anh chị thời gian qua ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở clip sau nha.